Về rồi. Con ngồi đây một tí nhá. Đi bán hết dứa xong mẹ mua bim cho con nhé. Tiền một quả đấy con ơi. 13.000 một quả bạn. Hey.
nhá. Chị bán hết dứa xong mẹ mua bim cho con nhé. Hoàng, mua dứa đi chị. Để chiều không đi nữa hả? Vâng ạ. Quả này nó già, nó chín cây, quả nào mắt nó căng. Vâng, đây này mắt này mới là mắt trắng. Chín cây đấy bạn. Mắt cái căng. Cái này là dứa mật. Căng. Mua dứa đi bạn. Bán cháu hai quả. Ừ. Thử nhá. Vâng, em xin. Bán mua dứa đi bà ơi. Ba tiền quả nào? Dứa cho bán 10.000 một quả bà. Dạ, bà lấy quả nào bà chọn đi. Bà nào già mở mắt to đùng rồi bà. Mắt to. Vâng. Bẻ bẻ luôn cái ấy. Bà bẻ luôn cuống nhé. Chưa mẹ làm cho nhé. Con ở đây chơi, mẹ sang chăn gà nhé.
quả đây rồi. Con đi chơi ở dưới hồ à? Mẹ ơi, vâng ạ. Về đây với mẹ nào. Vâng. Con xem mẹ nhặt được nhiều trứng chưa? Này. Ba trứng gà. Con thích không? Con thích không? Hả? Đấy. Mẹ ơi bỏ. Vâng, mẹ xin. Cho nó mát nhá. Dọn vào cho xinh nhỉ. Con ở nhà, mẹ đi lên rừng một tí nhá. Vâng ạ. Chào mẹ. Chào Ví nhá. Vâng. Nhà ngoan nhá. Thank you.
Mẹ về rồi đây con gái ơi. Con. Mẹ có hoa cho ví hai xuống đấy. Hai tay, con cầm đi. Những mẹ mình cắm nhá. Đi lên. Đổ vào trong bếp nha. Đói chưa? Mùi. Ăn không? Hả? Đói thế. Đi ơi, mẹ có bình cắm hoa rồi này. Mẹ có bình cắm hoa rồi đây. Hôm nay mẹ cắm nha. Con mang lên nhà để nhá. Vâng. Con đứng lên. Rửa nồi nấu cơm nhé. Vâng. Nấu cơm đấy. Mẹ đang rửa nồi nấu cơm. Ở đây chơi đợi mẹ nha.
vậy con gái mẹ làm đẹp thế? Mẹ em này cái hàn hồn nâu là cái gì đấy? Cái mắt của nó đấy. Cái mắt của quả dứa này này. Cái mắt. Ừ, ngoài kia có một đàn mà. Sao mẹ đi lấy củi nó kiếm ăn ở ngoài kia kìa. Nó kiếm ăn. Chưa về đâu. Đang làm gì đấy mẹ? Chưa về đâu. Hello, đừng kiếm nhiều đồ ăn nữa. Nó mà lên men hết cả. Hả? Đúng rồi, Thiên giỏi quá. Hóc. Thế con bò Thiên gì? Ờ, không biết. Ăn cỏ. Ăn cỏ. Thì biết bơi đấy mẹ Nhung ạ. Giỏi thế. Mình bị thích nổi hơn. Chị thích. Con thích ăn dứa. Mẹ gọt xong tí ăn cơm xong thì ăn nhá. Thank you.
gì. Mẹ ơi, dầu sôi xả trứng mẹ nhá. Ừ, con gái mẹ biết nấu ăn à. Con vâng. Trứng vàng ươm, ngon lắm mẹ ạ. Trứng vàng chiên. Trứng ươm luôn. Ăn cơm đi con ơi. Cơm nhé con nhé. Lấy cơm cho con nhé. Cơm. Còn nữa thì ăn cơm xong mình tráng miệng nhé. Mẹ cắt mình đẹp để nó con ăn. À ừ, mẹ nhớ rồi. Hả? Vâng. Rồi. Dạ, con đi bác đây không?
Xong rồi mẹ ăn cơm. Ngon lắm, con ăn đi. Đây, con tự bê tự xúc nha. Mẹ mời Bí ăn cơm nha. Dạ. Mẹ mời Bí ăn cơm nha. Dạ. Mẹ cũng ăn cơm trứng ngon lắm. Cũng ngon. Mẹ lấy con miếng thịt nha. Dạ. Ngon không Bí? Dạ. Con ăn nhá. Con ăn đi. Lòng ngon lắm, mẹ gắp cho con một miếng nhá. Ngon lắm. Con có... Đây. Con hàng bát à, con rớt ra áo. Tóc con. Là tóc con à? Xin giỏi quá. Nên mẹ cho một tí cơm trứng ăn nhai nuốt nhá. Quá. No chưa? Vâng. Ngoan để mẹ nấu nồi cơm cho hai em chó nha. Vâng. Minh.